các nhà khoa học tìm thấy một lá chắn bảo vệ ở rìa hệ mặt trời, bảo vệ sự an toàn và ổn định của trái đất. Mặt trời là ngôi nhà của trái đất, nó có 8 hành tinh, và trái đất là một trong số đó, và là hành tinh duy nhất có nền văn minh thông minh. Con người thời cổ đại không có thiết bị dò tìm tiên tiến, và chỉ có thể ở trên trái đất nhìn lên không gian, không biết trái đất lớn đến mức nào, chứ đừng nói đến hệ mặt trời lớn đến mức nào. Cùng với sự phát triển vượt bậc của nền văn minh công nghệ của con người, ước mơ bay lên trời đã sớm thành hiện thực. Con người bước ra khỏi trái đất và nhìn thấy sự bao la của vũ trụ, đồng thời cũng nhìn thấy ngôi nhà của hệ mặt trời trên trái đất. Khi đó chúng ta mới hiểu rằng trái đất chỉ là một hành tinh nhỏ hơn trong hệ mặt trời, trong khi mặt trời là một ngôi sao khổng lồ mà các hành tinh khác quay quanh. Mặc dù con người có kính viễn vọng thiên văn để quan sát các thiên hà cách chúng ta hàng chục tỷ năm ánh sáng, nhưng thứ duy nhất chúng ta có thể khám phá và nghiên cứu vào lúc này là hệ mặt trời của chúng ta và nó liên quan đến tốc độ của tàu vũ trụ hiện tại của chúng ta. Với công nghệ hiện tại của con người, tàu vũ trụ hoặc tàu thăm dò của chúng ta vẫn chưa thể bay ra khỏi hệ mặt trời của chúng ta. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể khám phá trong hệ mặt trời của mình. Như chúng ta đã biết, mặt trời là một ngôi sao, sự hợp nhất bên trong của nó mọi lúc, tức là vụ nổ bom khinh khí diễn ra liên tục. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng, trong hiện trường vụ nổ bom khinh khí, sóng xung kích sẽ lan ra mọi hướng, ở khắp mọi nơi, vật liệu sẽ bị thổi bay. Gió mặt trời cũng vậy. Khi liên tục xảy ra vụ nổ hạt nhân bên trong mặt trời, gió mặt trời tạo ra năng lượng lớn gấp vô số lần năng lượng do bom khinh khí tạo ra. Chính luồng gió mặt trời mạnh mẽ này đã phun ra năng lượng thổi bụi giữa các vì sao ra khỏi phạm vi hoạt động của hệ mặt trời. Các nhà khoa học cho biết vào thời kỳ đầu hình thành hệ mặt trời, bụi giữa các vì sao đã bao phủ toàn bộ hệ mặt trời, khiến nó ở trạng thái xám xịt. Tại thời điểm đó, mặt trời xuất hiện và thổi ra một cơn gió mặt trời mạnh thổi bụi giữa các vì sao này đi xa. Ngày qua ngày, bụi giữa các vì sao trong hệ mặt trời càng ngày càng ít bị thổi tới rìa hệ mặt trời, nhưng trong hệ mặt trời đã hình thành một vùng đất sạch, chính là sức mạnh của gió mặt trời. Hiện tại có một ngôi sao trong hệ mặt trời, có sự sống trên trái đất, bất kỳ hành tinh nào để tạo ra sự sống, đầu tiên phải có một môi trường rất trong lành và ổn định. Tất cả bụi giữa các vì sao bị gió mặt trời thổi bay đến từ đâu? Trên thực tế, chúng không biến mất mà tập trung ở rìa hệ mặt trời, và từ từ chúng tạo thành một vòng bao quanh hệ mặt trời, thường được các nhà khoa học gọi là vành đai Kuiper. Ở rìa của hệ mặt trời, trên cùng của lớp năng lượng mặt trời, rìa của nơi mà gió mặt trời có thể ảnh hưởng. Bụi giữa các vì sao từ bên trong mặt trời bị gió mặt trời thổi đến rìa hệ mặt trời và sau đó tập trung ở đây, từ từ hình thành cái mà ngày nay gọi là vành đai Kuiper, hoạt động giống như một lá chắn bảo vệ bao quanh hệ mặt trời. Để khi bạn thu nhỏ hệ mặt trời, bạn sẽ thấy rằng hệ mặt trời là một không gian rất sạch, nhưng nó được bao quanh bởi vô số vật chất dày đặc. Sự hình thành của vành đai Kuiper đơn giản đến mức nó có cả ưu điểm và nhược điểm đối với hệ mặt trời. Ưu điểm là ngăn chặn sự xâm nhập của bức xạ hoặc vật chất giữa các vì sao từ bên ngoài hệ mặt trời, có thể bảo vệ hiệu quả hệ mặt trời và làm cho nó an toàn và ổn định, trong khi trái đất có thể sinh ra sự sống và con người, và sự bảo vệ của Kuiper thắt lưng cũng liên quan nhiều đến nó. Tất nhiên, vành đai Kuiper cũng có nhược điểm, đó là tàu vũ trụ của con người muốn rời khỏi khu vực này sẽ gặp rủi ro nhất định. New Horizons hiện đã lướt qua sao Diêm Vương về phía vành đai Kuiper. Và từ New Horizons đã gửi lại một phần của phương xa bản đồ vành đai Kuiper. Bạn có thể thấy, chân trời mới phía trên vô số chấm trắng nhỏ. Những chấm trắng nhỏ này là một thiên thể. Vì vậy, bạn cũng có thể nghĩ vành đai Kuiper bên trong các thiên thể và vật chất không chỉ nhiều hơn. Và vành đai Kuiper là như vậy dày đặc khiến tàu vũ trụ có thể va chạm với một vật thể nếu không cẩn thận. Nếu con người muốn khám phá vũ trụ từ bên ngoài hệ mặt trời, họ phải vượt qua vành đai Kuiper này. Và chỉ khi chúng ta biết đủ về sự phân bố của các vật thể trong vành đai Kuiper này, tàu vũ trụ của chúng ta có thể vượt qua không gian này. Nếu không, chúng ta chỉ đang chơi với cuộc sống của chúng ta. Trong những năm gần đây, các nhà khoa học đã tăng cường thăm dò và nghiên cứu vành đai Kuiper ở rìa hệ mặt trời. New Vision mới chỉ là người tiên phong, đã hoàn thành bước đầu khám phá vành đai Kuiper. Các nhà khoa học trong tương lai sẽ phóng thêm nhiều tàu thăm dò để thăm dò sâu hơn, cho đến khi có đủ hiểu biết về vành đai Kuiper để chuẩn bị đưa nhân loại ra khỏi hệ mặt trời.